Ok, đã đến giờ bỏ phiếu cho ai có khả năng là ma sói hoặc là ma cà rồng nhất rồi. Buổi bỏ phiếu đầu tiên xin được bắt đầu. Thật sự thì tối qua mình đã xuất hiện trễ quá, mình cũng chưa được kịp làm quen với mọi người. Với lại suốt đêm đó mình chẳng thấy con sói nào cả. Đó là đêm nay bỏ phiếu trống rồi. Này Pierre, tối qua là cậu ở nhà bếp phải không? Vậy cậu có thấy gì khả nghi không? Thật sự á, là có một người tôi đã thấy vào hôm qua và tôi đã nghi ngờ người đó. Chính là Honolulu. Hả? Vào đêm qua, tôi từ nhà bếp đến nhà vệ sinh tầm khoảng 5 phút. Bởi vì tôi cũng nghĩ rằng là đêm đầu tiên không có gì xuất hiện đâu. Và tôi đã không khóa cửa lại. Nhưng mà thật là sai lầm. Khi tôi quay trở lại căn bếp, thì tôi đã nhìn thấy. Chào cậu nhé. Khi Honolulu đang bước ra khỏi căn bếp, cậu ấy đã tránh nhìn vào ánh mắt của tôi. Rõ ràng là cậu ấy đã làm một việc gì đó mờ ám. Nên tôi đã nghi ngờ và đi kiểm tra vào kho lương thực. Và tôi đã phát hiện ra một lượng thịt lớn đã biến mất trong kho hoàn toàn. Nhưng mà lương thực bị mất thì liên quan gì đến sói chứ? Do cậu ta là sói, cho nên cậu ta mới lên cơn thèm thịt như vậy thôi. Tôi xin bỏ phiếu Honolulu. Đúng là như thế, tôi cũng xin bỏ phiếu Honolulu. Này, tại sao hả? Bằng chứng đâu? Vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, lúc đó tôi đang ở trên lầu 2. Trong lúc tôi đang uống nước, tôi đã nhìn thấy Honolulu đi vào nhà vệ sinh. Trùng hợp là tôi cũng định vào nhà vệ sinh để rửa tay. Nhưng mà khi bước vào, tôi đã không tin vào mắt của mình. Một con ma sói trông rất là hung tợn đang ở trong đó. Và nó đã nhìn thấy tôi. Tôi đã hốt hoảng và chạy ra bên ngoài nhanh nhất có thể. Chắc chắn con sói đó là do cậu biến hình. Làm gì có, tôi không có làm như vậy. Anh họ, anh hãy cứu em đi. America, tôi xin lỗi vì những gì mà em họ tôi đã gây ra. Chính vì thế, nó đáng bị bỏ phiếu. Tôi xin bỏ phiếu Honolulu. David, tại sao anh lại làm như thế với em? Này David, cậu ấy là em họ của cậu mà. Tại sao cậu lại có thể... Rồi, tôi sẽ giúp Honolulu. Đừng, cậu không được giúp nó. Bởi vì chúng ta nên loại sói khỏi trò chơi này. Đừng để yếu tố tình cảm tác động lên cậu. Không, cậu nói như thế là sai rồi. Cậu quá là ngành vô tâm. Tôi xin mình chọn David. Cảm ơn cậu. Maya, Yasu, hai cậu hãy giúp cậu ấy đi. Về việc cậu ấy là sói, tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên giúp. Đúng vậy, Yaki à, cậu chỉ nên tập trung vào vấn đề chiến thắng thôi. Đó là tiêu diệt hai tên ma sói và một ma cà rồng đấy. Nhưng mà... còn mọi người thì sao? Cái tên này á, tôi bỏ phiếu trống. Cô sói xin phép bỏ phiếu trống. Honolulu là một học sinh rất là gương mẫu, cho nên tôi sẽ bỏ phiếu trống. Như ý kiến của nhiều người vậy, phiếu trống. Trống. Và ông hãy kết thúc buổi bỏ phiếu này lại thế nào? Thật sự thì tôi hơi hoang mang. Tối qua thì thấy cậu ấy rất là đáng ghét. Nhưng mà hồi chiều nay cậu ta biết khóc và rất là hiền lành. Nên tôi nghĩ là tôi bỏ phiếu trống. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Hết giờ. Honolulu có 2 phiếu và David 1 phiếu. Vì thế, Honolulu sẽ bị phán xử. Xin lỗi cậu nhiều nha. Thật sao? Tôi đã chết sao? Không, tôi không có chết đâu, không. Chuyện gì thế? Cậu ấy vẫn còn sống kìa. Điệu cười mang rợi đó. Phải chăng Honolulu thật sự là sói và cậu ta đang có nội tại là không thể bỏ phiếu đến chết chăng? Thưa Mr. Cà Rốt, đã 2-3 phút trôi qua rồi đó. Bộ có trục trặc gì à? Honolulu. Em đây. Xin chúc mừng, từ giờ em được phép rời khỏi lớp học ma sói này. Yeah, thành công rồi. Hả? Chuyện gì thế? Mình chẳng hiểu gì cả. Xin lỗi mọi người, nếu như là ngày hôm qua là tôi có những hành động không phải nhé. Thật ra lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ đấy. Hả? Rốt cuộc đó là cậu đang giữ lá bài gì thế? À, lá bài này khá là đặc biệt đấy. Kẻ chán đời. Lá bài đặc biệt,
kẻ chán đời, là một nhân vật chẳng thiết tha sống gì cả. Nếu như cuộc bỏ phiếu đầu tiên bị bỏ phiếu đến chết, thì người này sẽ hoàn thành thứ mệnh của mình, rời khỏi trò chơi. Và tất nhiên, điều này không được tính là thắng cuộc. Khi rời đi, người này sẽ mất đi toàn bộ ký ức trong lớp học. À, hóa ra là cậu đã diễn sâu sao? America, tôi biết em trai tôi không phải là sói mà. Biết ngay. Cậu ta không phải là sói ư? Nhưng mà mình có cái cảm giác gì đó rất là kỳ lạ. Không thể nào, rõ ràng là mình đã thấy một con sói trong nhà vệ sinh kia mà. Không thể nào lầm được. Honolulu, đã đến lúc cậu phải đi rồi. Hãy lên đây. Tạm biệt anh David. Tạm biệt mọi người nhé. Khi các cậu thắng trò chơi này, hãy nhớ đến thăm tôi nhé. Tôi đến từ Hawaii. Tôi sẽ luôn ủng hộ các cậu chiến thắng trò chơi này. Và không có tổn thất nào cả. Chúc cậu lên đường vui vẻ, Honolulu. Cảm ơn vì lời động viên của cậu. Bye nhé. Tạm biệt một người bạn đến từ Hawaii. America, tạm biệt Honolulu, đứa em họ của anh. Tạm biệt mọi người. Hả? Cậu ta biến mất rồi. Honolulu, hãy sống tốt ở Hawaii nhé. Khi anh thoát ra khỏi đây thì anh sẽ đến thăm em. Thôi được rồi, buổi bỏ phiếu đến đây là kết thúc. Đã đến giờ sói hoạt động, ai có hình phạt thì nhớ làm đi nha. Hả? Mình tưởng là có ai bị bỏ phiếu đến chết thì tối đó sẽ là ngày nghỉ chứ. Cái này tôi biết khá rõ, do Honolulu không chết như kiểu bình thường mà là khả năng của lá bài. Vì thế, trò chơi vẫn cứ diễn ra. America! Yaki, cậu cùng đi lập bản với tôi nào. Đi thôi. Các cậu nhớ cẩn thận đi nhé. Khoan đã, tôi sẽ giúp các cậu. Hả? Tôi có ổn không Maya? Việc này nặng nhọc lắm đó. Không sao đâu, càng nhiều người làm thì càng sống sớm mà. Ừ, đi thôi. America, chúng ta hãy đến được phòng này trước tiên đi. Ôi trời ạ, sao cái lớp này không có ai mà trên bảng đầy phấn thế kia? Chắc là Mr. Cà Rốt đã tạo ra để thử thách các cậu rồi. Cố lên nào các cậu. Trời ơi, phấn bụi nhiều quá đi mất. Này, hai cậu đừng có lau kiểu đó. Hãy dùng khăn ướt đi, rồi hãy lau. À, đúng rồi nhỉ. Mà này Yaki, cậu có thấy việc của Honolulu thật là kỳ lạ không? Kỳ lạ như thế nào cơ? Bởi vì những sự kiện liên quan đến sói đó. Tại sao Honolulu có thể làm một mình được, đúng không? Ừ, đúng là như thế thật. Chắc chắn là cậu ta đã có đồng minh là sói giúp đỡ. Cậu biết là ai chứ? Hả? Đồng minh David? Hả? Hả? À, gì thế? Lôi lôi bản đi, đừng có nói chuyện nữa. David, hãy khai thật đi. Cậu thực sự là sói có đúng không? Cậu đã giúp đỡ Honolulu để cậu ấy sớm thoát ra khỏi đây. Không, làm gì có chuyện đó chứ. Cậu nghĩ sai người rồi. David, bọn tớ sẽ không khai cậu ra đâu. Hãy thừa nhận đi. Nếu như cậu không có bạn bè giúp đỡ thì cậu cũng chết sớm thôi. America. Đúng, tôi chính là mà sói. Thật vậy ư? Phải, em họ tôi vốn là một đứa trẻ hiền lành, cần cù siêng năng. Khi ba mẹ nó mất, nó phải một mình quản lý cả một quán ghẻ khác ở Hawaii. Do tôi quý Honolulu, tôi đã giúp đỡ khiến cho mọi người nghi ngờ nó là sói. Ồ, David quả là một người anh tốt. Lúc bỏ phiếu, tớ đã cảm thấy nghi rồi. Vì thế, tớ đã không lựa chọn giúp Honolulu. Hả? Thế là cậu và Yasu đã có linh cảm từ trước rồi à? Có mình tớ là không biết gì ư? Ừ. Mà thôi, nói về an toàn là tôi yên tâm rồi. Chúng ta làm việc tiếp nào. Ui, khăn tớ bị khô quá. Để tớ mang khăn ra ngoài đi rửa đã. Ồ, chào Yaki nhé. Chào. Chà, Ivan thân thiện quá nhỉ. Luôn tươi cười chào mọi người. Khoan đã. Ivan đang đi theo hướng căn phòng Maya đang lau bảng. Thôi chết rồi, mình đã quá chủ quan. Ivan dồn tới bụng thật. Nhưng mà không vì thế, cậu ấy không phải là sói, mà David cũng là sói cơ mà. Ôi không. Maya. Hả? Có chuyện gì thế? Chà, cảm ơn cậu đã giúp bọn tớ lau bảng nhé, Ivan. Ừ, không có cái gì đâu. Mình đã quá nghi ngờ Ivan sao?
Chỗ này tôi thường hay ngồi mà. Ủa, vậy à? Xin lỗi nhé. Con ngồi đi. Cảm ơn nha. Không có gì. Tôi đi chỗ khác cho cậu yên tĩnh đây. Khoan đã. Ở lại đây một lúc đi, Yasu. Sao thế? Không có gì đâu. Chỉ là tôi hơi sợ ma, nên cần người ở gần ý mà. Ma? Lúc trước là tôi không dám học ma xối. Tôi cũng có quen một người bạn. Cô ta thích ma, lại đằng khác nữa. À, thế sao? Cậu đang nhìn cái gì đấy? Tôi đang làm gì à? Tôi đang đếm sao trên trời. Thế thôi. Cậu đếm được bao nhiêu cái rồi? Không nhớ nữa. Tôi đi xuống được chưa vậy? Chưa. Cậu cứ đứng đó đi. Có chân. Chuyện gì xảy ra thế? Nhìn kìa, cái ghế gỗ nó đang bị ăn mòn từ từ. Ý cậu là đây chính là sức mạnh của sói sao? Sức mạnh của sói trùm chính là hắn, kẻ đang ở ngay trước mắt chúng ta. Nửa đêm rồi kiếm mãi mới được con mồi. Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình Một Phút Cùng Jacky. Hôm nay là mình có mời đầy đủ hết nhân vật nam trong lớp học ma sói từ phần 1 đến phần 5 lẫn đó. Wow, đông đủ quá rồi nè. Này Jacky, cậu kêu chúng ta đến đây có chuyện gì thế? Các cậu không biết gì sao? Hôm nay là ngày công bố kết quả ai là người đẹp trai nhất lớp học ma sói đấy. Thật là tào lao biết đâu. Nếu nói về độ đẹp trai thì chả phải là nhóm hát bơi quá lợi thế rồi sao? Cả bốn bọn họ đều đẹp trai cả. xin lỗi vì bọn tớ đã quá đẹp trai. Ôi trời ơi, sao mà đông người thế này? Và đây là những bình luận của những khán giả của chúng ta, để xem họ bầu cho ai nhé. Yaki. Ôi trời ơi, tôi thắng chắc rồi. Mà khoan đã, chúng ta cần phải xem số liệu chứ. Nathan, hạng 28. Rốt cuộc là bình chọn lấy là gì vậy? Bình tự thăm chưa đó, tôi còn đi về nữa. America, thứ hạng này thật là không tệ. Này anh bạn, dậy đi. Họ bị làm sao thế? À, đó là một câu chuyện buồn. Bởi vì ba bọn họ là những người có số phiếu thấp nhất đó. Ôi, trời đẹp quá. Thôi nào, thắng thua quan trọng gì? Tôi là thủ lĩnh hot boy, tôi sẽ đứng ra nhận hạng nhất. Không, cậu hạng 13. Sau đây, tôi xin công bố top 10 người đẹp trai nhất lớp học ma sói. Hạng 10, Kim Gun với 553 phiếu. Cam Samita Zen, hạng 9 với 602 phiếu. Ai, làm như tôi hít lắm vậy. Hạng 8, Ripper, 644 phiếu. Hạng 7, Pia, 660 phiếu. Cảm ơn mọi người nhé, tôi sẽ đẩy mọi người một bữa. Hạng 6, Mu, 726 phiếu. Ủa, tôi xuất hiện có mấy giây thôi mà. Andy, hạng 5, với 948 phiếu. Cảm ơn mọi người. Hạng 4, Shinigami với 1079 phiếu. Wow, nhiều thế cơ à. Cảm giác ấy, khi mình là thủ lĩnh nhưng hạng thấp hơn mấy đứa còn lại. Thôi ra chuồng gà ở. Max, hạng 3 với 1554 phiếu. Ngại quá đi. Và Jacky hạng nhất với 3426 phiếu. Thật ra thì Yasu hạng nhất với 5119 phiếu. Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho mình nha. Ok, chương trình 1 phút cùng Jacky đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau với chủ đề nhân vật nữ nào xinh nhất lớp học ma sói. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nó là sói trùm ư? Nhưng mà nó có màu xanh, có nghĩa là gì vậy? Màu sắc của sói trùm tượng trưng cho khả năng sức mạnh của nó. Tôi đoán nó là sói độc. Đoán đúng rồi đấy. Và bây giờ các ngươi sẽ chết dưới tay ta. Các ngươi không còn lối thoát ở đây đâu. Đúng là thế thật, mình đang ở trên sân thượng cơ mà. Hãy ăn hết chất độc của ta đi, độc trưởng. Ôi, nguy hiểm đấy, nằm xuống nào. Hả? Sao tôi phải nằm xuống? Nằm lấy nào. Cái sức ăn mòn của chất độc này, nó thật là kinh khủng làm sao. Âm thanh gì thế? Xena, cậu đang ngủ đi à? Dậy đi.
Đừng gọi nó vậy, để nó cho ta. Hết cách rồi. Hả? Cái gì thế? Ngươi nghĩ rằng là ngươi có thể dùng cách xài bên đó đánh bại ta sao? Thật là nực cười. Nào, cứ thử xem. Tuy nó không thể tư duy được ngươi, nhưng nó lại giúp ích cho ta vào lúc này. Chà, can đảm nhỉ. Được rồi, ta sẽ đứng yên cho ngươi đánh đấy. Để xem ngươi làm được gì nào. Ngươi chạy đi đâu đấy? Dạ. Gì thế này? Sao bỗng nhiên bị tắt hết trơn rồi? Sina, đi theo tới nào? Hết cách rồi. Ta nghe thấy âm thanh nhảy xuống nước. Chẳng lẽ là... Sina! Hả? Gì thế? Tôi đang câu cá mà. Ôi trời, vậy đâu phải đâu để câu cá đâu. Các ngươi đây rồi. À, thôi chết. Hứ! Ha, như thế này, ta không thể nhìn thấy đường. Wow, nước mát quá đi. Chạy theo tôi nào. Bọn chúng đâu rồi? Bọn chúng đâu rồi? Gina, chạy lại lên nào, đừng có quay lại lần sau nhé. Thả tay tớ ra. Xin lỗi cậu, tôi nắm hơi chặt. Tiếng đàn piano ư? Có ai đang đánh đàn à? Âm thanh nghe thật là hay làm sao. Này, Zina, cậu đi đâu đấy? Zina! Mà tại sao mình lại đi theo cô ấy nhỉ? Rõ ràng á, là mình muốn ở một mình cơ mà. Tiếng hát của Zina, nó phát ra từ căn phòng này. Có mọi người đang đánh đàn. Hắn ta là ai thế? Xin chào. Người đứng đó từ hồi nào vậy? Rốt cuộc thì ngươi là ai hả? Ta chưa thấy ngươi bao giờ. Với lại Zena đâu rồi? Ngươi hỏi là Zena đang ở đâu ư? Cô ta chết rồi.